quý vị và các bạn, sau 30 năm tái lập tỉnh, cũng như các địa phương khác, thành phố Tam Điệp đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Sự đổi thay rõ rệt nhất đó là cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị không ngừng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, là niềm tự hào của người dân nơi đây. Những ngày đầu tái lập tỉnh, thị xã Tam Điệp cũng như các địa phương khác còn gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất nghèo nàn, hệ thống đường giao thông, các công trình công cộng lạc hậu, xuống cấp. Đi lại của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Như trục đường Quyết Thắng, chúng tôi đi lại còn phải gặp phải mưa gió, còn phải lầy lội. Nhà cửa thì còn đơn sơ, chưa có điều kiện để phát triển. Kinh tế cũng còn gặp nhiều khó khăn. Có nhiều địa phương, cụ thể là thí dụ như tổ chúng tôi có nhiều đoạn đường là đi bằng đường đất, cho nên việc đi lại của dân là rất là khổ, rất là vất vả. Từ năm 2007, thị xã tiếp tục được mở rộng địa giới hành chính. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Tam Điệp đã ban hành nhiều nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm, trong đó chú trọng làm đường giao thông, hệ thống công rãnh thoát nước, xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh. Các xã phường cũng tập trung mọi nguồn lực, phát huy nội lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo dựng cảnh quan, góp phần xây dựng thành phố ngày một phát triển. Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại 3, trực thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 904 về việc thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành lập thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đến nay Tam Điệp có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường và 3 xã. Về đời sống nhân dân và chất lượng cuộc sống của nhân dân là được nâng lên một cách rất là toàn diện trên các cái lĩnh vực, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thế rồi hạ tầng giáo dục và các cái hạ tầng đô thị, chỉnh trang xây dựng đô thị thì thành phố Tam Điệp nói chung và các cái xã phường thì cũng tập trung đầu tư các cái nguồn lực để mà hoàn thiện các cái công trình cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xã Đông Sơn, địa phương có địa hình rộng, hệ thống giao thông trải dài. 30 năm trước, các tuyến đường nơi đây chủ yếu là đường sắt, nhỏ hẹp, lầy lội. Mật độ dân cư còn thưa thớt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đông Sơn đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, của tỉnh, của thành phố về phát triển hạ tầng. Trong đó, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch được xây dựng như quốc lộ 12B nối dài giữa thành phố Tam Điệp với huyện Yên Mô. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của địa phương, có mật độ giao thông qua lại nhiều. Tuyến đường được đầu tư xây dựng hiện đại đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Thời gian gần đây, trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai chống lũ quét thượng nguồn, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung. Hệ thống giao thông phát triển không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn tạo cho Đông Sơn một diện mạo khang trang hơn. Cái niềm phấn khởi chung của thành phố Tam Điệp nói chung và nhân dân Đông Sơn nói riêng thì chúng tôi thấy là rất tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đấy, cái xây dựng cái cơ sở hạ tầng thực tế ngay địa phương đây, đấy, từ khi mà được xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rồi tiến lên nông thôn mới nâng cao, là đường xá đi lại rất là thuận lợi, bê tông hóa, rồi hai bên là có cống rãnh thoát nước và có lát vỉa hè, thì cái cuộc sống của người dân là rất là hài lòng, đồng lòng chung sức để xây dựng quê hương. Ngoài Đông Sơn, thời gian qua, thành phố Tam Điệp được nhà nước quan tâm đầu tư nhiều tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 12B nối liền giữa Tam Điệp với huyện Nho Quan và hiện tại đang triển khai thi công tuyến đường kết nối Đông Tây với tổng chiều dài 22,9 km. Điểm đầu tuyến tại nút giao liên thông với cao tốc Bắc Nam phía Đông, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, điểm cuối giao với quốc lộ 12B thuộc xã Văn Phong, huyện Nho Quan. Đường có quy mô giải phóng mặt bằng đủ, mặt cắt ngang 70 m theo quy mô 8 làn xe toàn tuyến. Ngoài những tuyến giao thông được nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng, các xã phường của thành phố cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường nội thị.
Là phường mới thành lập, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Sơn cũng không ngừng nỗ lực, phát huy nội lực để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Điển hình như tổ dân phố 2, thời gian qua đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến 1.000 m2 đất để mở rộng hơn 1 km đường giao thông của phố. Giờ đây hệ thống giao thông trên địa bàn đã được hoàn thiện. Địa phương chúng tôi cũng đã góp một cái phần để làm cho là cái bộ mặt là thực sự nó đi vào cái hướng là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thì năm 2017 là tổ dân phố chúng tôi đã được nhà nước đầu tư cho là làm hai cây số đường đổ bê tông, lúc giờ là dày tới 15-16 cm. Thế cho nên hiện nay là rất là đảm bảo và người dân phấn khởi vui mừng lắm. Cùng với đó, hệ thống giao thông nội thành cũng không ngừng được quan tâm đầu tư. Nhiều tuyến phố văn minh được hình thành như đường Hàng Bàng, đường Đồng Dao kéo dài. Các tuyến đường nội thành được trải nhựa, hai bên có hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, có vỉa hè, hệ thống cống thoát nước. Những ngôi nhà cao tầng khang trang, những khu mua sắm tiện ích ngày càng nhiều tạo cho Tam Điệp một diện mạo mới, khang trang, sầm uất. Người dân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia các phong trào giữ gìn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Khi mà cái đường xây dựng lên thì là đầu tiên là người dân, là tất cả mọi người là đều có một cái ý thức chung. Thứ nhất mà là vệ sinh thì sạch đẹp đường xá. Đấy. Và hai nữa là người dân thì là về cái đời sống sinh hoạt của người ta thì cũng đã thấy nâng lên một bước. Và về vấn đề kinh doanh thì người ta thì một số hộ gia đình mặt đường khi đường đã rộng, thông thoáng thì là tức là các cái hàng dịch vụ ăn uống là người ta cũng mở ra để mà như vậy người ta bán hàng và để nâng cao cái đời sống hàng ngày của người dân. Bên cạnh hệ thống giao thông, trên địa bàn thành phố cũng hình thành nhiều công trình tạo điểm nhấn cho đô thị như xây dựng đảo giao thông tại vị trí nút giao giữa đường Đồng Dao và đường Phạm Văn Đồng, đường Đồng Dao kéo dài, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quảng trường tượng đài Hoàng đế Quang Trung, những khu đô thị mới, khu tái định cư. Các công trình quy mô lớn như công viên văn hóa, khu liên hiệp thể dục thể thao, nhà văn hóa thành phố, tất cả đã tạo nên dáng dấp của một đô thị khang trang, hiện đại với nhịp sống sôi động. Những cái khu vui chơi thể thao cũng như là về cái những khu giải trí thì đã được xây dựng rất là mạnh và bà con nhân dân chúng tôi thì rất phấn khởi khi mà cái sự thay đổi của quê hương tỉnh Ninh Bình thay đổi thì chúng tôi là rất phấn khởi và đã được có những cái nơi để chúng tôi rèn luyện vui chơi, chúng tôi rèn luyện về thể chất, đời sống tinh thần được nâng lên và bà con chúng tôi là rất tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là trung tâm thể dục thể thao thành phố là nơi thu hút ngày một đông đảo người dân đến tham gia tập luyện. Cơ sở vật chất nơi đây ngày càng được đầu tư hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, thể dục, thể thao thông qua các hình thức tập luyện, thi đấu, giao lưu, hội thi, biểu diễn, hoạt động của những người có cùng sở thích. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân và phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập của nhân dân. Đã được thành phố đầu tư xây dựng mới nhiều các máy tập thể dục thể thao ngoài trời và sân bóng rổ, sân bóng chuyền là được quan tâm. Các buổi chiều là thu có buổi chiều và sáng sớm thu hút đông đảo bà con nhân dân hưởng tham gia. Và từ khi có cái sân này chúng tôi đã khai thác hàng năm là chúng tôi tổ chức cái giải Việt dã xã phường của thành phố là trong cái khu vực sân này là đạt hiệu quả. Và trong những năm gần đây đội tuyển cũng ở cái sân này chúng tôi tổ chức tập luyện thì cái đội tuyển như đội tuyển Việt dã của thành phố tham gia các giải Việt dã xã phường thị trấn tỉnh Ninh Bình là đều đạt trong cái top 3 toàn đoàn và đặc biệt 2 năm gần đây là đều nhất toàn đoàn. Sau 40 năm thành lập thị xã, 30 năm tái lập tỉnh, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc. Một thành phố sáng, xanh, sạch đẹp đang hình thành. Tuy nhiên, để thành phố trở thành đô thị loại 2, đòi hỏi cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn thể người dân trên địa bàn thành phố. Trong quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của phường Tây Sơn, cũng được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trên đồng bộ trên 7 tổ dân phố. Đến nay, đối với cơ sở hạ tầng thì cũng đã được quan tâm
triển khai các cái tuyến đường được bê tông theo quy chuẩn. Và trong thời gian tới thì với cái sự cố gắng của phường thì phường tiếp tục quan tâm đầu tư một số tuyến đường như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, tuyến đường Đặng Tiến Đông và một số tuyến đường còn nhỏ ở khu tổ 6, tổ 7 để nâng cấp, để chỉnh trang, góp phần vào xây dựng đô thị ngày càng văn minh và khang trang. Những ngày này, hòa chung với khí thế vui tươi, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh, thành phố Tam Điệp cũng rực rỡ cờ hoa cùng nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình thành phố Tam Điệp xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.